Trời ơi, chấn động chưa mọi người? Thời buổi giờ là thời buổi gì mà sao mấy bà cứ lên mạng tìm chồng ầm ầm đi trời. Rồi hôm nay lại nghe chuyện của cô Dân và chú Năm Sầu Riêng nữa. Rồi mới gặp có mấy ngày mà yêu rồi. Yêu nắm tay ôm hôn chốc chốc luôn rồi cả nhà. Thiệt cho mấy cô, biết cô làm cho xấu hổ đất nước Việt Nam mình. Xấu hổ cho những người phụ nữ Việt Nam ghê luôn. Giống như là một con sâu làm sậu nồi canh đó. Trời ơi, phụ nữ gì mà hả, lên mạng tìm chồng mà trên cộng đồng mạng á, một người đàn đàn ông đàn bà gì á, người tốt á, sẽ không bao giờ làm những cái chuyện như vậy, sẽ không bao giờ lên cộng đồng mạng để tìm vợ tìm chồng. Mà đã dậy lên mà không nói đúng sự thật đó chứ. Ông thì nổ, bà thì cũng nổ. Trời ơi, thôi sợ sao ra xem mấy bà thiệt á. Mấy ông giống như là heo nọc vậy đó. Đi tìm vợ hết bà này bu ra bà kia bắt vào. Tôi nói thiệt á, không biết dùng cái từ ngữ gì nói cho mấy ông mấy bà nữa. Mình là phụ nữ thì mình phải sống sao cho đáng là phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng đẹp. Còn này mấy bà trời ơi, gần gần đi lên mạng tiễn chồng. Tiễn chồng gửi tiễn làm vợ. Rồi vợ ha, bỏ tiền ra cưới mấy ổng luôn. Trời ơi, cái danh dự của người phụ nữ của mình để đâu? Mà mấy bà hả, danh dự của người phụ nữ hả, cái sĩ diện, cái danh dự của người phụ nữ mấy bà hả, nhét xuống gầm cầu hết là sao rồi, nhét xuống cột tiêu hết là sao vậy? Mà không biết xấu hổ, không biết gì hết trơn vậy, không biết nhục á. Trong khi mình có cháu ngoại, cháu nội hết trơn rồi. Mấy bà hả, 40 mấy tuổi, mấy bà cũng có cháu ngoại, 50 mấy, 40 mấy, 50 tuổi, mấy bà đó có cháu ngoại luôn rồi. Thiệt á, mấy bà không biết xấu hổ, không có biết cái để cái đường cho con cháu mình nó đi. Làm mít đường con cháu mình hết trơn. Làm như vậy nó xấu hổ thêm chứ được cái gì. Vậy giờ mấy bà thấy hạnh phúc không? Khi hả đến ở được có 2-3 ngày rồi chia tay được anh đi. Đã vậy còn đem ra lôi lên cộng đồng mạng nói xấu nhau nữa chứ. Người thì nói về ổng chửi tôi, ổng quýnh tôi. Còn hả người thì nói ổng không làm được chuyện đó, ổng chỉ có giống như con cá lóc chích trâu gì đó. Trời ơi, nói ra làm chi vậy? Nói ra mình có tốt đẹp hơn không, hay là nói ra thì mình thêm xấu hổ hơn cả nhà? Thì cái mấy bà thì có làm xấu hổ hết trơn á, xấu hổ người Việt Nam phụ nữ mình á. Nó nói hả, xấu hổ hết sức xấu hổ luôn. Tôi cũng là phụ nữ hay lại nhiêu. Trời ơi, cái đó thương được ngày rồi xin chung thợ rồi mò qua nhau rồi ẻn nhau luôn, làm mấy nhái luôn, rồi cứ qua ngày sau không được chia tay, đưa ngay nó đi rồi đem mạng nó xấu. Đây mình cộng đồng mạng nó xấu. Trời ơi, thiệt có nói nó xấu hổ biết bao nhiêu luôn á. Bây giờ đó mọi người thấy đó. Dạ em quay lại cái chuyện của cô Lành nè. Trời ơi, đó thấy không, cô Lành bây giờ thấy xấu hổ chưa? Con cái nó không thèm nhìn mặt luôn, nó từ luôn á. Lúc đầu á, bà suy nghĩ nông cạn quá. Bà tới với ổng, xong bà suy nghĩ không có tới, không chín chắn đó. Thì mình thay vì mình phải tìm hiểu kỹ đi rồi mình đã tới. Chưa vậy trơn bà tới. Bà tới bà ở với ổng, cuốn đồ, cuốn tượng về nhà ổng bà ở. Bà ở được mấy ngày, chưa được một tuần lễ nữa bà cuốn đồ bà đi. Đó. Cũng ổng chửi với bà. Chửi bà này kia kia nọ nên là bà bỏ nhà đi. Đó. Đó rồi giờ hả? Cái ốc giáp như thế nào á? Người ta không biết rõ. Người ta không biết rõ ngọn ngành như thế nào. Mà trước tiên là cộng đồng mạng đang ném đá chửi bà nè. Chửi bà là một người phụ nữ không ra gì hết. Tự mình, ổng có rước mình không? Sau này bà cô Dân ổng còn đi qua tới nhà. Còn bà, ổng có rước bà không? Ổng có tới xuống tới nhà bà, ổng rước bà không? Bà tự cuốn đồ, bà chạy lên chỗ ổng, bà ở. Đó, rồi giờ hả, những tiếng xấu, tiếng thơm đâu không thấy, hay tiếng xấu là thuộc gì bà hết trơn rồi nè. Thấy không? Giờ đến nỗi con cái mình nó không nhìn, mà nhìn mặt mình nữa mà, nó tự mình luôn mà. Bà thấy không? Thấy xấu hổ chưa? Bởi vậy mình phải suy nghĩ cho thật kỹ. Mấy anh kết nối yêu thương là chuyện của mấy anh, mình cũng có thể đi kết nối, nhưng mà mình phải kết nối làm sao, mình phải kết nối được thì mình phải tìm hiểu cho kỹ rồi mới đến với nhau chứ. Trời ơi, mấy má ơi, kết nối có ngại rồi, mấy má cuốn đồ cuốn tượng về nhà người ta, mấy má ở rồi. Đàn ông mà mở dân tới miệng mèo mà mèo ngu gì không ăn. Trời ơi, dân tới miệng mà sao không ăn. Giờ tự nhiên ông đang nằm ở nhà không vậy đó, tự nhiên có một bà tới ở nhà ổng, làm ô sin cho ổng, rồi hả làm chuyện một cô bắt ốc với ổng. Trời ơi, mừng thấy bà nội luôn, không tốn đồng cách nào chơi vậy. Có phụ nữ chơi, có phụ nữ làm ô sin. Trời ơi, sao không sướng, không lẽ không chịu. Trời ơi, mà trong khi mình không tìm hiểu rõ ổng như thế nào, con người ổng sao, sao mấy bà không hề tìm hiểu.
Thấy chưa, mấy bà thấy chưa? Thấy điển hình như cái chuyện gần đây nhất là chuyện của cô Lành á. Thấy xấu hổ chưa? Con nó còn bỏ luôn, nó có thèm nhìn mặt tới mặt mình đâu, bỏ luôn rồi đó. Rồi tiếp tới nè, giờ chuyện của cô Dân nè. Cô vợ dâm á, trời ơi, không biết là cái chuyện gia đình của cô nó như thế nào thì ở đằng này không biết. Nhưng mà hả, cô đến với chứ ổng cũng quá nhanh, quá vội vã đi. Cô không tìm hiểu kỹ gì hết trơn, mới có một ngày một mà cô đến ổng. Giống như là tình yêu sét đánh vậy đó, trời ơi. Nói có duyên, duyên là ông nội tôi với duyên. Duyên gì mà gặp có ngày mà yêu, gặp có ngày mà đến với nhau. Cái gì mình cũng phải từ từ chứ. Mình hả, làm từ từ. Rồi hả, còn con, còn cháu, còn gia đình, còn dòng họ nữa. Chứ đâu phải mình sống một mình với đó, với đó mẹ chui lên đâu cả nhà. Đó, bởi vậy nên là mình phải, cái gì cũng phải, mình là phụ nữ mà. Mình phải có cái giá của mình. Ông nội ơi, mới gặp có ngày hai ngày đã yêu. Yêu thì không nói gì đi. Trời ơi, giờ hả, giờ bên hai gia đình á, bên gia đình cô Dân á, lúc đầu thì đồng ý đó, đồng ý đó, nhưng mà không biết là ấp chát làm sao, mà giờ giống như là đã không đồng ý rồi, đã có nhiều cái hướng thấy không đồng ý rồi, giống như là người ta cũng đã nghe nói và cũng đã tìm hiểu được xuống năm sau, nên là đang có phân vân giống như cái chiều hướng không đồng ý đó. Tôi nói nha, bây giờ mấy bà bớt bớt lại, tém tém lại. Chứ mấy bà hả, làm mất cái giá trị của người phụ nữ Việt Nam mình quá trời quá đất rồi. Mấy bà giống như là mấy bà hả, đang muốn chồng tới nái vậy, giống như là hả, kêu là lớn hết cỡ luôn rồi đó. Mình muốn chồng thì mình cũng từ từ, và mình muốn kín đáo tí xíu. Chứ mấy bà giống như là mấy bà, mấy ông giống như ông thì giống như heo nọc vậy đó, gặp ai cũng chịch, chồng ai cũng quất, chồng ai cũng hả, cũng làm mấy nhái rồi mới gặp có ngày vô khách sạn ẻn rồi. Nó lại mấy ông luôn. Rồi mấy bà cũng vậy, ông đã vậy rồi mấy bà cũng y chang vậy. Bà làm mất cái giá hồi rỉ của người phụ nữ mình quá. Mình thôi chồng thì thôi chồng, chứ mình một hai lửa thì một hai lửa chứ. Mình vẫn phải có cái giá chứ. Người ta nghe nói là gái một con trong ngọn mắt không biết nè. Mấy bà làm mất cái giá của mình quá. Để nha, cho mấy ổng cứ làm gì làm. Cũng mạng sao mà lên cộng đồng mạng, mấy ổng mò trước mặt cộng đồng mạng. Mấy anh YouTube quay mà mấy bà cứ để cho ông mò sờ sờ. Trời ơi, mình là người phụ nữ, mình là người xấu hổ đầu tiên. Chứ mấy ổng có xấu hổ không? Mà ổng giận hả, ai ném đá nhiêu ổng ôm hết, nhiêu ổng ôm để ổng định xây nhà luôn á, chứ ở ổng sợ hả? Còn hả, mình phụ nữ thì sao? Mình hả, để cái danh dự cái lại cho con mình nữa. Trời ơi, thường thường người ta nói con hư tại mẹ. Mà mẹ thì đã hư rồi thì con ta nó hư giống mẹ nó đó. Nhất là con gái nha. Nha, nhất là con gái đó, nên là mấy bà mà có con gái đó, thì làm gì làm nghĩ cho con gái mình tí xíu. Mình làm gì mình làm cho có đức không? Sống cho có tâm có tầm. Thế trời ơi mấy bà hả? Lên mạng tìm mà tìm nó không ra đâu giống ngôn cũng yêu vậy trơn á. Mà đã đến nhà người ta rồi trời ơi bây giờ thậm chí nói hả? Còn nhiều người trên lệch tuổi tác hả? Đi về ra mắt mà hả, ổng lớn tuổi hơn ông già vợ luôn á. Cái phần tuổi tác thì mình cũng nói gì, nhưng mà hả, nó cảm giác nó sao sao á. Rồi hả, thêm cái dư luận của cuộc sống này nữa. Dĩ nhiên là ba mẹ của cô Dân này cũng phải suy nghĩ về chiều hướng khác rồi. Quá trời nhiều tin đồn, tin này tin kia nói về hả, chú Năm mà sao mà gia đình lại có thể im lặng được. Không, lúc đầu là chưa có hiểu, chưa biết gì nhiều. Tại vì gia đình của cô Dân đó là giống như là không có lên mạng nhiều nên cũng không biết. Trời ơi giờ hả, cũng nhiều người này nói ra nói vào. Từ lúc mà ra cô Bắc nói ra nói vào nên là dễ gì mà không like được. Trời ơi biết là cuộc sống không gì đèn. Không, ba của cô Dân nói là ba cô Dân nói không cần tiền, nhưng mà sống là phải biết thương yêu. Về là phải biết thương yêu cô Dân, lo lắng cho cô Dân này kia cái nọ đó, sống tới đầu bạc răng long. Nhưng mà thật sự ra tiền thì chú Năm cũng có nữa. Chú Năm nói gì, trời ơi cũng may ổng không đòi tiền á, ổng đòi một hai cây vàng chắc nước bỏ chạy luôn á. Trời, nếu mà mình thương cô Dân thật lòng thì mình đâu có ngại tới cái tiền bạc. Nếu mà thật sự thì giờ mình không có thì mình cũng có thể hứa hẹn chứ sao bỏ chạy luôn. Còn chú Năm nói cái câu mà giờ ổng không gả, không chịu gả để ổng làm mắm đi, trời ơi vậy có thật sự là thương cô Dân hay không, hay là ông đang là nói là cô Năm, cô Dân đang cần ông Năm. Bởi vậy thì chắc
chú Năm, chú lớn rồi, nhưng mà cái trong cái ngôn từ và cái từ ngữ của chú Năm không biết là lỡ miệng hay là nói không suy nghĩ hay như nào mà nói ra những từ ngữ thiệt á, cảm giác là giống như là đang là cô dân này đang đi cưới ổng á, chứ không phải là ổng đi cưới người ta đâu. Trời, đi cưới người ta mà nói nè, tại giờ ổng chịu gả để dành làm mắm đi, thì có chắc nó là muốn cưới không, có thương thật không, có thật lòng mà thương người ta không? Thì các bởi vậy nói hả, những gì ông Năm nói á là tin chỉ được có 40% thôi, tin là tin cái vẻ bề ngoài ổng mặt mặt đơn giản hiền lành á, còn những cái câu từ ổng nói nó giả tạo, nó giả giả sao mọi người, giảm giống như là ổng đang cố suy nghĩ ra những từ nói để mọi người thương cảm mọi người vậy vậy đó, chứ thật trong lòng ổng khác vậy. Giống như là khi cô dân nói chuyện á, ổng phải chỉ cô dân nói này đó kia, ủa con người mình sao mình nói y chang vậy, chứ mắc gì phải lại người khác chỉ, trời người khác chỉ là chẳng khác gì đang lên kịch bản cho người ta rồi, đúng không? Mình tự nói, mình tự nói ra những gì mình đang nghĩ, giống lên mạng mình chào đồng mạng, hoặc là mình chào ai, hoặc là mình nói gì bản thân mình là tự bản thân mình nói, phải không? Là tự mình trong đầu mình nó có sao là nó diễn giải ra y chang vậy rồi, tại vì mình đã trải qua cuộc sống của mình trải qua nên mình biết, mình tự nói được. Không cần ai phải lên kịch bản, không ai chỉ nhắc buồn hay nhắc gì cho mình hết á. Trời ơi, mình đang là sống người thật việc thật mà, đâu phải mình làm chương trình hay làm này làm kia lên kịch bản hoặc là dựng dẹo này kia cái đó đâu. Mấy anh này, mấy anh làm chương trình này, mấy anh cũng là làm trên người thật việc thật, là nói về những gì cô với chú nói là đều là thật, là để anh ghi hình lại, chứ đâu phải về cắt những câu mà cô nói không hay, chú nói không hay đều xóa bỏ đâu, phải mang ghi lên hết. Từ khi những từ ngữ nó sẽ không đúng với tiêu đề hay là không đúng với mấy anh ma bỏ thôi, chứ mà mấy chị thấy là mấy anh không hề bỏ thì cái gì hết. Trời ơi, còn thêm gì cái phần chú mà chú Năm, ông Năm này nè, ổng giống như là cái gì, à trời ơi, trong máu trong người ổng có sẵn là sao á, ổng ngồi đâu bà nào cũng vậy, cũng ôm cũng hung, trời ơi mình thấy mình mắc cỡ muốn chết, ngại muốn chết luôn á. Còn bà nữa, mấy bà không ngại hay sao á, người đang ôm trên cộng đồng mạng vậy, con cháu mình nó coi clip nó thấy thì sao, nó không biết xấu hổ hả? Nội thì có già hai thứ tóc rồi, ông với bà già hai thứ tóc rồi mà làm những gì không biết suy nghĩ chứ, lên cộng đồng mạng cứ ngồi ôm xà đẹo đó. Ờ à, chi vậy, sợ người ta không thấy không biết hả? Ờ à, lên ôm vậy được cái gì, nội thì á, làm cho hả người phụ nữ của Việt Nam mình nó mất đi cái giá trị hết trơn. Nói trời ơi, lên cộng đồng mạng ôm vậy á, gọi hả, con cháu mình nó nhìn thấy xấu hổ, không xấu hổ chứ bạn bè của nó sau này sao dám ra gì nào ai nữa đó. Giờ trước tiên mắt là thấy không, thấy không, con của cô Lành đó giờ có nhìn dám mà nhìn mặt cô Lành không? Lúc đó cô Lành với chú Năm ở sao ha, ông thì hung ôm hung quả vỗ đích bả rồi trước cộng đồng mạng, con làm gì mà con báo không thôi. Con mà cô Lành, thời gian em cũng còn dài nên là em xin phép em chào cả nhà nha. Giờ em chuẩn bị em phải đi làm rồi cô chú anh chị các bạn ơi, nên xin phép ạ.